Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 10 tháng 7 năm 2023 sẽ có các tin tức đáng chú ý sau đây. Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi. Cơ hội thị trường bứt phá cuối năm cho rau quả Việt Nam vươn đến kim ngạch 5 tỷ đô la Mỹ, kỷ lục từ trước đến nay. Phần tin thế giới, Trung Quốc và quần đảo Solomon ký thỏa thuận về hợp tác cảnh sát, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Vương quốc Anh, bắt đầu chuyến công du 3 quốc gia, trong đó trọng tâm là hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Bình chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao. Trong đó, nổi bật nhất là việc chủ động quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi, chỉ đạo. Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 182 tổ chức đảng, khiển trách 142, cảnh cáo 40 và hơn 7.000 đảng viên, trong đó khiển trách hơn 5.400, cảnh báo 1.057, cách chức 152 và khai trừ 361. Hơn 1.300 cấp ủy viên bị kỷ luật chiếm 19,54%. Nội dung vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên tập trung chủ yếu về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, công tác cán bộ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, tài sản, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, vân vân. Tại Đồng Nai, sáng nay Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi tại khu vực Đông Nam Bộ. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, chánh án Tòa án nhân dân tối cao, và Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh Đồng Nai là một trong những cực tăng trưởng của cả nước nói chung và khu vực miền Nam nói riêng, là tỉnh có thế mạnh về công nghiệp, đây là một trong những trụ cột của nền kinh tế. Cùng với sự phát triển đó cũng phát sinh nhiều vụ án kinh tế, án liên quan đến an ninh trật tự. Do đó, việc tổ chức tòa án nhân dân khoa học sẽ thúc đẩy việc thực thi pháp luật, hoạt động tư pháp tại các địa phương ngày càng hiệu quả, giúp giải quyết nhanh các vụ án còn tồn đọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, tổng kết thực tiễn thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 đã bộc lộ một số hạn chế bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới. Chính vì vậy, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân với mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động hợp lý, khoa học hơn so với hiện nay là một yêu cầu khách quan. Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định những ý kiến phát biểu của các đại biểu là nguồn tư liệu kiến thức quý báu để đơn vị chuyên trách tổng hợp, bổ sung và trình Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao cân nhắc, quyết định các phương án cụ thể. Dự thảo luật là kết tinh trí tuệ của tập thể lãnh đạo, thẩm phán, công chức, đóng góp với tinh thần xây dựng cao, có trách nhiệm và tâm huyết, góp phần hoàn thiện dự thảo luật tổ chức Tòa án nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống tòa án, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thưa quý vị, không đáp ứng được yêu cầu tái định cư thì các dự án công trình trọng điểm sẽ còn triển khai chậm, sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố Biên Hòa. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Biên Hòa lần thứ 13 mở rộng vào sáng nay. Theo báo cáo của Thành ủy Biên Hòa, trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã thực hiện được 5 trên 44 chỉ tiêu, đạt 11 trên 44 chỉ tiêu, chưa đạt 17 chỉ tiêu và 11 chỉ tiêu chưa đánh giá. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp lũy kế 6 tháng đạt 46,9% kế hoạch, tăng 7,08% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội đạt 49,22% kế hoạch, tăng 1,49% so với cùng kỳ.
lĩnh vực y tế, giáo dục và công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã định hướng nhiều nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, thành phố phải giải quyết vướng mắc trong công tác thực hiện giải phóng mặt bằng. Nếu công tác này không thực hiện xong thì không thể giải ngân đầu tư, không thúc đẩy được các dự án. Người ta triển khai, người ta ra quyết định phê duyệt dự án thì các đồng chí trong tay đã có mấy ngàn lô tái định cư sẵn sàng làm ngay. Thì nó mới nhanh. Người ta phê duyệt dự án mà còn chưa có tái định cư, còn chưa phê duyệt được dự án tái định cư, chưa giải phóng mặt bằng của dự án tái định cư nữa, lấy đâu làm? Chậm lắm. Tất nhiên nó có nhiều lý do của chỗ này chỗ kia chứ không phải lý do của thành phố không. Nhưng thành phố phải đứng ở thế chủ động để tấn công, chứ không phải đứng ở thế bị động. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu thành phố Biên Hòa cần chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, quy hoạch, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh ngay những cán bộ, nhất là người đứng đầu chưa quan tâm đến dân chủ cơ sở và công tác dân vận. Bởi nếu coi thường dân chủ thì sẽ dễ dẫn đến sai phạm. Cùng với đó đẩy mạnh phát triển đảng viên, chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ. Sáng nay, tỉnh đoàn Đồng Nai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Lữ đoàn 25 Quân khu 7 tổ chức khai mạc chương trình học kỳ trong quân đội năm 2023. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng. Với chủ đề Tự hào là chiến sĩ nhí, chương trình học kỳ quân đội năm nay diễn ra trong 7 ngày với sự tham gia của hơn 120 chiến sĩ nhí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian tham gia chương trình, các chiến sĩ nhí sẽ được trải nghiệm quân ngũ với hoạt động bổ ích, như huấn luyện nội quy, điều lệnh đội ngũ, tăng gia sản xuất trong quân đội, hướng dẫn sắp xếp nội vụ cá nhân, tập thể trong quân đội, các tư thế vận động trên chiến trường, giáo dục kỹ năng sống. Nội dung chương trình trang bị kiến thức về giáo dục quốc phòng, kỹ năng sống và tổ chức các hoạt động bổ trợ cho học sinh, đảm bảo chương trình khung theo quy định của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Em rất vui khi tham gia chương trình học kỳ cho quân đội do tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức. Qua chương trình học kỳ quân đội giúp em có rèn luyện tính kỷ luật hơn và có thể tính độc lập hơn trong cuộc sống. Chúng tôi phối hợp cùng với lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Lữ đoàn Công binh 25 để tổ chức. Và năm nay với sự tham gia của 122 em học viên đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn của tỉnh, thì đây cũng là một cái lớp để chúng ta có thể giáo dục về tình yêu quê hương đất nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho các em thanh thiếu niên. Bên cạnh đó thì cũng sẽ giúp cho các em có một số cái kỹ năng mềm trong cuộc sống. Lữ đoàn Công binh 25 rất là vui mừng khi được phối hợp với tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai phối hợp chương trình học kỳ trong quân đội năm 2023. Và trong một thời gian rất là ngắn, thông qua các hoạt động của học kỳ quân đội, cũng rất là mong muốn được giáo dục cho các thế hệ thanh thiếu niên tự hào về truyền thống của dân tộc, truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, cũng như là hiểu biết về môi trường trong quân đội. Chương trình học kỳ quân đội là hoạt động ý nghĩa, góp phần định hướng giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết trong cuộc sống, rèn luyện ý chí và định hướng nhân cách, lối sống, nhằm giúp cho các em tạo lập bản thân tốt nhất trong các môi trường, hoàn cảnh khác biệt, góp phần mang đến cho các em những ngày hè sôi động và bổ ích. Chương trình thời sự tối nay tiếp tục với các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 6 2023, dư nợ cho vay bất động sản của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 64.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 18% so với tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trong tỉnh, tăng hơn 4% so với cuối năm 2022. Trong thời gian qua, ngành ngân hàng đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó có hoạt động đầu cơ, kinh doanh bất động sản. Đồng thời, các ngân hàng cũng cố gắng cân đối các dòng vốn ngoài sản xuất như vay để mua, thuê, sửa chữa nhà ở, mua phương tiện đi lại nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai sáng nay đã tổ chức sàn giao dịch việc làm lần thứ 10 năm 2023. Theo đó, có 19 đơn vị đăng ký tham gia với tổng nhu cầu tuyển dụng tại sàn là trên 1.000 lao động. Trong đó, lao động phổ thông vẫn chiếm đa số với trên 71%, tiếp đến là lao động có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp nghề là gần 25%. Có khoảng 350 lượt lao động có nhu cầu tìm việc làm và tìm hiểu thông tin về việc làm đã tham gia sàn.
Kết quả có gần 250 hồ sơ được tiếp nhận và dự kiến có 210 lao động được tuyển dụng. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai cho biết ngoài 10 sàn giao dịch được tổ chức từ đầu năm đến nay với trên 2.500 lao động được tuyển dụng, Trung tâm còn hỗ trợ kết nối hơn 3.000 lao động của các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với các doanh nghiệp bị cắt giảm lao động số lượng lớn do ảnh hưởng của đơn hàng. Cũng theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai, trong tháng 6/2023, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 6.800 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm đã tiếp nhận trên 35 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo đó, đã ra quyết định trợ cấp thất nghiệp cho trên 33.000 lao động, với số tiền trên 1.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, số người và số tiền chi trợ cấp thất nghiệp trong tỉnh đều tăng. Nguyên nhân là do doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng và sản xuất kinh doanh, nên cắt giảm lao động. Ngày mai 11 tháng 7, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ công bố giá xăng dầu mới theo quy định tại Nghị định 85. Trong kỳ điều chỉnh ngày mai, giá xăng trong nước sẽ có thể tăng trở lại nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn. Theo các chuyên gia, giá xăng trong nước có thể tăng từ 250 đến 300 đồng một lít tùy loại. Tương tự các loại dầu cũng tăng khoảng từ 200 đến 300 đồng một lít tùy loại. Tuy nhiên, mức điều chỉnh có thể thay đổi nếu cơ quan điều hành quyết định sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu. Thưa quý vị, riêng tháng 6, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã mang về gần 1 tỷ đô la Mỹ, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ. Đưa kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, gần bằng kim ngạch của cả năm 2022. Đây thực sự là con số ấn tượng của ngành rau quả trong bối cảnh sụt giảm của nhiều mặt hàng nông sản. Với những động lực tăng trưởng từ thị trường sôi động đến khả năng đáp ứng nhanh, ngành rau quả kỳ vọng cả năm sẽ đạt 5 tỷ đô la Mỹ. Thị trường xuất khẩu rau quả bắt đầu sôi động từ sau Tết Nguyên đán và tăng đột biến từ 2 tuần cuối tháng 5 năm 2023 khi đạt trên 400 triệu đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với 2 tuần trước đó. Sang tháng 6, chỉ trong vòng 1 tháng, mặt hàng này bùng nổ mạnh mẽ và nhanh chóng đạt đến giá trị 1 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, chỉ 6 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt gần bằng cả năm 2022, tăng 63% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm 2023 thì công ty Thành Lộc Hoàng Hậu có thể nói là tăng so với năm ngoái khoảng cỡ 3-40% về số lượng, và doanh số thì tăng khoảng cỡ 60%. Sau cái dịch thì cái thị trường cũng trở lại chút xíu. Hơn nữa là cái thanh long thì số lượng nó ít và cái giá trị nó tăng, thì bên công ty mình lại là tranh thủ được cái thời gian tốt. Sầu riêng được xem là điểm sáng với sản lượng 180.000 tấn sang thị trường Trung Quốc, kim ngạch 850 triệu đô la Mỹ, chiếm 95% tổng lượng sầu riêng xuất đi của nước ta. Sự bật tăng của sầu riêng cũng là điều dễ hiểu bởi nhu cầu thị trường rất lớn. Chưa kể nước ta cũng đã chuẩn bị rất bài bản cho mặt hàng này, khi đến nay đã có ít nhất 293 mã số vùng trồng và 115 mã số cơ sở đóng gói được cấp mã số. Trong cái 6 tháng đầu năm này là chúng ta cũng đã tận dụng được tối đa cái nghị định thư của cái xuất khẩu vào Trung Quốc, và gần như là tất cả các doanh nghiệp đều có sự chuyển mình và có sự đầu tư nhất định vào cơ sở vật chất rồi cũng như là về mọi thứ để đủ điều kiện xuất khẩu vào cái thị trường lớn nhất thế giới này. Cơ hội thị trường bứt phá cuối năm là rất lớn cho rau quả Việt Nam vươn đến kim ngạch 5 tỷ đô la Mỹ, kỷ lục từ trước đến nay, nhưng không phải là không có thách thức, nhất là khi việc xuất khẩu ồ ạt cũng đã dẫn đến việc một số lô hàng bị cảnh báo vì kém chất lượng. Cùng với đó vẫn là câu chuyện về chất lượng. Trồng trọt theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp và Lô Gáp. Và thứ hai nó khi mà cắt hàng giao là phải đạt đúng cái độ chín, độ ngon của trái, không nên cắt non. Thì như vậy nó sẽ gây cái ấn tượng không tốt cho người tiêu dùng, và từ đó nó sẽ làm giảm cái tiêu thụ của mặt hàng. Nhiều nhóm hàng khác cũng được cho sẽ là động lực tăng trưởng của xuất khẩu rau quả cuối năm như bưởi vào thị trường Mỹ hay nhãn, vải vào Nhật. Thị trường châu Âu cũng được kỳ vọng sẽ sớm sôi động trở lại. Như vậy, dư địa để trái cây Việt xuất ngoại vẫn còn rất lớn. Vấn đề còn lại là các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy các lợi thế của mình thế nào để không chỉ tăng xuất khẩu mà còn mở rộng thị phần, định vị thương hiệu trái cây Việt Nam. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 2 tuần gần đây, toàn tỉnh ghi nhận hơn 200 ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện. Số ổ dịch được phát hiện là 46, cộng dồn tổng số ổ dịch sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 410 ổ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 2 tuần gần đây, toàn tỉnh ghi nhận hơn 200 ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện. Số ổ dịch được phát hiện là 46, cộng dồn tổng số ổ dịch sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 410.
Trong khi đó, số ca bệnh tay chân miệng phải nhập viện trong 2 tuần vừa qua lên đến 783 ca, tăng mạnh so với những tuần trước đó và tuần cùng kỳ năm ngoái. Số ca bệnh tăng ở 9 huyện, thành phố, giảm ở Trảng Bom, Vĩnh Cửu. Cộng dồn số ca mắc tay chân miệng toàn tỉnh đến nay là hơn 2,4 ngàn ca. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, những ngày gần đây, thời tiết thay đổi thất thường, sáng nắng chiều mưa, ẩm thấp khiến trẻ dễ mắc bệnh do hệ miễn dịch giảm. Mùa mưa cũng là điều kiện thuận lợi để muỗi vằn, tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết sinh sôi, phát triển. Do đó, mỗi gia đình, trường học, cộng đồng cần thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Cũng theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2023, 3 trên 12 chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe sinh sản không đạt chỉ tiêu đề ra. Đó là tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai 4 lần trong suốt thai kỳ, tỷ lệ ca đẻ được chăm sóc theo quy trình chăm sóc sản khoa mới, tỷ lệ trẻ sơ sinh có cân nặng dưới 2,5 kg, các chỉ tiêu còn lại đạt và vượt chỉ tiêu. Theo phản ánh của các cơ sở y tế, thời gian qua việc thiếu thuốc, hóa chất và sinh phẩm ảnh hưởng ít nhiều đến công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chương trình thẩm định tử vong mẹ chưa có kinh phí tổ chức tập huấn và đi thẩm định cho tuyến dưới, nhưng sự phụ trách chỉ đạo tuyến còn mỏng, việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật chưa phù hợp trong thực hiện kỹ thuật đặt vòng tại tuyến cơ sở, chưa kết nối các phần mềm quản lý thông tin mạng lưới với phần mềm báo cáo thống kê và hồ sơ sức khỏe cá nhân. Thưa quý vị khán giả, theo ước tính của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 800.000 người bị suy thận giai đoạn cuối cần phải chạy thận nhân tạo. Tại Đồng Nai, số người mắc bệnh thận mạng giai đoạn cuối cần chạy thận nhân tạo cũng rất đông. Do đó, với tổng số trên 200 máy chạy thận tại 8 cơ sở y tế công lập trong toàn tỉnh, vẫn không thể nào đáp ứng đủ nhu cầu chạy thận cho người bệnh. Bệnh tật phải chờ đợi hoặc là đăng ký chạy thận ở nhiều nơi ngoài tỉnh đã khiến cho người bệnh kiệt quệ. Có những bệnh nhân tử vong, nhưng tên vẫn nằm trong danh sách chờ được chạy thận nhân tạo. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý khán giả, những bệnh nhân ở đây đã phải vào bệnh viện từ rất sớm để có thể là chờ để có giường chạy thận nhân tạo. Tuy nhiên, những bệnh nhân này vẫn còn rất là may mắn bởi vì có máy để chạy thận nhân tạo. Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh thì hiện tại có đến khoảng 200 người đang trong danh sách chờ và không có máy để chạy thận nhân tạo. Ca 1 vừa chạy xong, phòng thận nhân tạo lại đón người bệnh chạy ca 2 đã chờ sẵn. Đó là bồ chứ này. Trong số những bệnh nhân này, có người rất may mắn khi qua nhiều năm đăng ký cũng có máy để trở về địa phương chạy thận. Trước đó là đi làm công ty rồi thấy mệt mỏi á, rồi cái nó chảy máu cam cái rồi đi vô bệnh viện Trảng Bom á, cái cấp cứu xong xét nghiệm ra cái nói là bị suy thận. Ở đây lúc đó cũng không có máy để chạy, lúc đó ở đây không có máy cho nên mới chuyển đi vậy. Không, hồi đó mới là ở đây không có máy. Chỉ có chạy cấp cứu thôi, rồi xin lên Thánh Tâm chạy đỡ. Xong ở đây có máy người ta kêu về. Tiện rất là nhiều, ở gần nhà có xe Honda cũng đỡ, chứ còn lúc trước phải đi thuê xe tốn tiền nhiều lắm. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh hiện đang quản lý khoảng 75 bệnh nhân chạy thận nhân tạo, với 16 máy chạy thận đang chạy 3 ca. Với danh sách chờ ngày càng dài, bệnh viện đã đưa ra nhiều giải pháp để có thể giúp giảm tải số lượng này. Tuy nhiên các giải pháp đến nay vẫn chưa thể triển khai được vì nhiều nguyên nhân. Thì có đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có cả giải pháp chạy bổ sung thêm một ca 4 và đồng thời xin thêm máy. Thì hiện tại theo chủ trương thì sẽ có 20 máy, nhưng mà đến thời điểm này thì vẫn chưa có. Thì 20 máy đó thì mình sẽ chỉ có giải quyết được khoảng 100 ngoài 100 ca thôi. Có nghĩa là danh sách chờ vẫn còn tiếp tục chờ. Còn mà nếu chạy ca 4, vấn đề nhân sự để làm cho cái ca 4 thì cũng khó. Tuy nhiên khâu đó vẫn dễ dàng hơn là bệnh nhân ở xa. Họ về, họ lọc, rồi cái giờ đó là không biết họ đi đâu. Tại vì mình hiện tại là chưa có cái vấn đề lưu trú cho bệnh nhân lọc K4. Lúc mà chờ đợi như vậy thì chúng tôi đưa làm cái giải pháp là sẽ tiến hành triển khai cái kỹ thuật lọc màng bụng, thẩm phân phúc mạc. Mình sẽ giải quyết được một số cái bệnh suy thận sớm và một số cái bệnh mà bị không có chờ đợi để chờ đợi máy. Thì tôi nghĩ rằng nếu như mà triển khai cái một bước cái thẩm phân phúc mạc cho các cái bệnh nhân suy thận như vậy thì sẽ giải quyết được tạm thời cấp bách cái tình trạng mà quá tải cái tình trạng suy thận tại cái khu vực
của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Để giải quyết tình trạng quá tải chạy thận nhân tạo, Sở Y tế cũng đã có chủ trương đầu tư thêm các hệ thống máy chạy thận nhân tạo hiện đại, đồng thời tạo điều kiện cho các bệnh viện khu vực khác và bệnh viện ngoài công lập triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo. Liên quan đến cải cách hành chính, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 23 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Trong đó đáng chú ý là việc thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu của cơ quan thi hành án dân sự, cơ sở dữ liệu do ngành công an quản lý, cơ sở dữ liệu của Bộ Quốc phòng, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định pháp luật. Đồng thời phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin Truyền thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu xây dựng giải pháp triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID theo nghị quyết số 74 ngày 7 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ. Trên cơ sở đó sơ kết báo cáo cấp có thẩm quyền về việc triển khai thực hiện toàn quốc. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, tính đến nay, công an các địa phương đã cấp khoảng 45 triệu tài khoản định danh điện tử VNEID. Trong đó, tại Hà Nội đã cấp cho hơn 4,4 triệu người, đạt 74%. Theo Bộ Công an, tài khoản định danh điện tử có thể được hiểu là ví giấy tờ điện tử, là phương thức quản lý thông tin căn cước công dân hay toàn bộ giấy tờ tùy thân trên môi trường mạng, mục đích nhằm thực hiện các dịch vụ công mà không cần phải xác minh lại thông tin cá nhân của người đó. Hiện nay, tất cả các giao dịch hành chính của người dân đã được quy định khi thực hiện các thủ tục hành chính, xuất trình các giấy tờ như giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, đăng ký xe, thẻ căn cước công dân, thì việc sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ thay thế cho việc xuất trình các giấy tờ quan trọng này. Từ ngày hôm nay, 10 tháng 7, hai dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí, trợ cấp mai táng sẽ được triển khai trên toàn quốc. Để đảm bảo việc triển khai hiệu quả hai dịch vụ công liên thông trên toàn quốc, theo chỉ đạo của Tổ công tác thực hiện đề án 06 của Chính phủ, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thực hiện việc tập huấn nghiệp vụ đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng cho hàng trăm lãnh đạo, cán bộ công chức của một số ban, bộ ngành như Bộ Tư pháp, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội các tỉnh thành phố. Việc sử dụng bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử phục vụ liên thông thủ tục hành chính đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm bớt công việc, tác nghiệp của cán bộ cơ sở khi thực hiện liên thông thủ tục hành chính, đồng thời góp phần phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp. Thưa quý vị, trong những năm qua, phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy ở các đơn vị, nhà trường quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được triển khai sâu rộng, góp phần bảo đảm đầy đủ hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đồng thời ngày càng nâng cao đời sống cho cán bộ chiến sĩ. Ghi nhận của phóng viên nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành hậu cần quân đội 11 tháng 7 năm 1950, 11 tháng 7 năm 2023. Đứng chân trên địa bàn huyện Long Thành, với công tác tăng gia sản xuất, trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 đã phát động cán bộ chiến sĩ thi đua xây dựng các mô hình tăng gia sản xuất, qua đó giúp nhà trường đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng gia sản xuất ở cấp trên giao. Nhờ việc đầu tư sức người, sức của nên thời gian qua công tác hậu cần có bước phát triển đột phá. Hiệu quả của mô hình không chỉ bảo đảm cải thiện bữa ăn cho bộ đội mà còn góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị. Bản thân được trực tiếp tự tay chăm sóc vườn, giàn và thấy sự phát triển mỗi ngày của sản phẩm tăng gia. Tôi rất vui mừng và phấn khởi, cảm giác vui hơn nữa là khi được thụ hưởng thành phẩm của chính mình tạo ra. Kết quả tăng gia đã được đưa vào cải thiện bữa ăn cho bộ đội, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ học viên trong đơn vị. Nhà trường đã quy hoạch khu gia tăng với đủ các loại rau củ quả, chất lượng bảo đảm 100% thực phẩm sạch hàng ngày cho bộ đội, nâng tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 99%. Để có bữa ăn ngon cho bộ đội, cùng với việc sử dụng thực phẩm sạch tại chỗ, thì cơ quan hậu cần nhà trường luôn chế biến món ăn phù hợp, bảo đảm tiêu chuẩn, định lượng theo quy định.
Bên cạnh đó, doanh trại đơn vị trong nhà trường được đầu tư xây dựng khang trang, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ có môi trường học tập và rèn luyện. Ngành hậu cần cũng linh hoạt và đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần nhằm nâng cao chất lượng đời sống của bộ đội. Đặc biệt chúng tôi chú trọng công tác tăng gia sản xuất. Hàng năm thì chúng tôi tổ chức phát triển, mở rộng, quy hoạch lại hệ thống vườn giàn ao chuồng, đưa các mô hình sản xuất mới vào sản xuất. Quá trình thực hiện mặc dù gặp nhiều khó khăn như nhu cầu bảo đảm lớn, quân số học viên thì tăng cao, công tác bảo đảm hậu cần thì chịu sự tác động của giá cả thị trường và thiên tai dịch bệnh. Song với ý thức trách nhiệm cao, cán bộ chiến sĩ toàn trường mà lòng cốt là lực lượng cán bộ nhân viên hậu cần đã có nhiều cố gắng khắc phục mọi khó khăn, tích cực chủ động triển khai thực hiện toàn diện, đưa phong trào phát triển sâu rộng. Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm công tác hậu cần trong các nhiệm vụ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao chất lượng đời sống cán bộ chiến sĩ, qua đó hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 13-14 tháng 7 tới. Trong tuần qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thảo luận cụm tổ đại biểu trước kỳ họp để đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2023. Vấn đề giải ngân vốn đầu tư quá chậm, những khó khăn vướng mắc và trách nhiệm của các đơn vị liên quan và giải pháp để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, bất cập trong đấu giá quyền sử dụng đất là những vấn đề được nhiều đại biểu nêu ý kiến tại buổi thảo luận. Đại biểu cũng cho rằng Đồng Nai có nhiều tiềm năng về du lịch, nhưng thực tế cho thấy hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh chưa bền vững, chưa thu hút được nhà đầu tư. Liên quan đến quản lý đất đai và xây dựng, đại biểu đề nghị phải chấn chỉnh công tác này trên địa bàn tỉnh, tránh hệ lụy sau này là phải xử lý cán bộ vi phạm. Các đại biểu cũng nêu những bất cập trong công tác quản lý thoát nước đô thị, khi hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 39 điểm khu vực ngập chưa được xử lý dứt điểm, ý thức người dân chưa cao, còn xả rác bừa bãi dẫn đến tắc nghẽn các ống thoát nước. Đối với vấn đề trẻ em bị xâm hại, nhiều vụ rất nghiêm trọng đã để lại những ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của các em. Đại biểu cũng đề nghị sớm có giải pháp giúp người nông dân ổn định sản xuất, tạo ra sản phẩm sạch cho thị trường để không còn xảy ra tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa. Đề nghị cần xem xét và tiếp tục có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp, công nhân đang gặp khó khăn do không có đơn hàng sản xuất, không có công ăn việc làm dẫn đến thất nghiệp, quan tâm đến công tác xã hội hóa trong ngành giáo dục. Cử tri xã Hồ Nai Ba, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai kiến nghị công an tỉnh xem xét lắp đặt camera giám sát tại các chốt giao thông ngã ba, ngã tư để góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm luật giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng chỉ đạo công an tỉnh rà soát trả lời ý kiến cử tri. Theo đó, việc cử tri kiến nghị là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Và việc góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông, hệ thống camera còn được sử dụng vào mục đích trích xuất dữ liệu liên quan đến tai nạn giao thông, hỗ trợ công tác điều tra, truy vết tội phạm. Thực hiện chỉ đạo của Cục C08 về việc đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông, phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính, Công an tỉnh đã tiến hành khảo sát trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, địa bàn huyện Trảng Bom đã đề xuất lắp đặt 47 bộ tập trung tại các tuyến đường huyện, đường xã, đường đô thị và báo cáo Cục C08 để tổng hợp nghiên cứu đầu tư lắp đặt. Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục kiến nghị Cục C08 để được lắp đặt, nâng cấp, sửa chữa trong thời gian sớm nhất để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh.